Chào mọi người, hôm nay xin được giới thiệu đến mọi người cuốn sách của tác giả Nguyễn Khiêm, được nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản in lần đầu. Đấy. Thay ở cái kính cho mọi người. Bộ này in vào những năm 2000. Mình sẽ lướt qua một vài trang. Mình muốn tham khảo nha. Đấy. Chắc thì rất dài. Sách này dài đến 666 trang nha. 666 trang. Đây là phần một lục nha mọi người. Đấy. Hết. Bạn này xuất bản vào năm 2 này. Shop có bạn lại với bạn phục hồi nhé. Mọi chi tiết thì xin liên hệ với shop qua số điện thoại Zalo, một số điện thoại. Đấy. 0981678013 nha mọi người. Đấy. Đó là thông tin. Xin cảm ơn mọi người.